Tiêu Huệ với nhạc phẩm Liên Khúc Tầm Gửi và Tôi Muốn. Xin nhường lời lại cho chị Ca Tiêu Huệ là chị Ca Tiêu Huệ là xin giới thiệu là coi như là anh An là chồng của chị Huệ ha. Đức Lan Quân của chị Ca Tiêu Huệ là cựu học sinh của trường La Santa Be Sài Gòn cũ hồi xưa. Xin nhiều lời lại cho chị Ca Tiêu Huệ và ban nhạc. Chúc chị ca thật hay. Quay anh vô đi, anh để cửa anh vô dùng. Thủy ra tiếp người bạn. Xin lỗi mình nói thêm một vài tiếng nữa nào. Sau chị Huệ sẽ là bắt đầu chương trình văn nghệ. Tiết mục thứ hai là tiết mục rất đặc biệt, trình diễn bởi linh mục Lê Nguyễn Hoài Vũ với một tác phẩm. Xin giới thiệu cho trước nha, Nếu Mai Anh Chết là cha sẽ trình diễn sau chị Huệ. Xin chúc chị Huệ nhiều thành công. Cathy xin mở đầu chương trình với nhạc phẩm Tầm Gửi của nhạc sĩ Trường Lê Sơn. Em đi về đâu ơi anh, trên con đường đầy mưa sâu. Em đi về đâu ơi anh, khi
bên cái hội khác để nhường chỗ này cho các anh chị. Bài thứ hai, với điều tôi muốn, Liên Khúc yêu anh dài lâu, xin thưởng thức.